Trong video này mình sẽ nói về cái cách đo bo nguồn led driver ở chế độ không tải nha các bạn. Một số bạn có comment hỏi mình á, trong quá trình sửa chữa bo nguồn led driver, đây là cái bo nguồn mình giả sử đây là bo nguồn led driver tốt nha các bạn. Các bạn nó có nhờ mình tư vấn hỏi cách đo không tải á, mình hỏi các bạn nó đo cái giá trị mà chế độ không tải á ra giá trị bao nhiêu. Các bạn đo được cái giá trị nè, V không tải nè các bạn. Gáp ngõ ra không tải các bạn. Các bạn đo được giá trị là 315V DC. Đây là cái giá trị này khiến mình hơi bất ngờ nha các bạn. Tại vì cái nguồn á, cái đấy nó chính là bằng cái nguồn B cộng luôn. Đây là cái cao áp mà sau chính lưu, nguồn sau chính lưu nha các bạn. Ở đây mình có vẽ một cái sơ đồ là cái nguồn B cộng nè các bạn. Các bạn đo được khoảng là 310, cái B cộng này khoảng 310 nè. 315V DC. Đây là cái giá trị mà B cộng mà sau cái nguồn sau chính lưu của dòng điện AC 220V ngõ vào nha các bạn. Thế thì mình hỏi các bạn đó, chế độ không tải là các bạn đo ở đâu? Thì đo đúng rồi, đo phía trên nè. Cái này là nguyên một thanh led nè, hoặc là cái vỉ led, module led đó các bạn. Nó sẽ có hai cái đầu, đầu âm đầu dương nha các bạn. Đây là cái đầu đầu dương nè, phía trên là đầu dương nè, phía là đầu âm nè các bạn. Thì các bạn đó cũng nói là cái đầu dương của các bạn đó, thì các bạn dùng cái đồng hồ đó, các bạn đo y hệt vậy. Mà tại sao mà nó ra cái điện áp mà chế độ không tải là 315V DC, là đúng cái bằng giá trị B cộng luôn nha các bạn. Rồi, để mình giải thích. Mình nói các bạn đó là các bạn đó đo sai rồi nha. Điện áp không tải á, nó không thể bằng cái B cộng được. Các bạn có hiểu nguyên nhân á. Đây là cái bo nguồn led driver của cái bo nguồn tiếp led T8 nè, đèn led bulb nè, hoặc là đèn led âm trần. Trong quá trình mà các bạn sửa chữa có cái bo nguồn này nè, trước hết là các bạn phải hiểu cái sơ đồ nguyên lý của nó. Đây là cái mạch nguồn không cách ly nha các bạn. Không cách ly nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đường điện nè, B cộng nè, từ 220V AC chính lưu á, nó đi thẳng trực tiếp qua cái tải nè. Tải của mình á là một cái thanh led, vỉ led hoặc là cái module led này nè các bạn. Là cái B cộng mà khi mà các bạn đo ở vị trí cộng này là nó chính là cái nguồn B cộng luôn nha các bạn. Là vị trí mà các bạn đặt quay đo, thay vì các bạn đặt ở đây á, các bạn tưởng là mình đã đo đúng cái điện áp rơi trên cái vỉ led, module led hoặc thanh led. Nhưng thực tế là các bạn đang đo cái điện áp B cộng. Nên các bạn đo giá trị đó thì nó chính xác á, chính là các bạn đang đo B cộng, chứ không phải là các bạn đo điện áp VOUT ở chế độ không tải. Chế độ không tải là không có mắc thêm cái này nha các bạn, không có mắc thêm vậy vậy led chip led này nè, các bạn có thể bỏ qua nha. Cái điện áp không tải chính là cái điện áp trên VC3 không tải đây nè các bạn. Ở đây của mình á chính là điện áp VC3 nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ đi giải thích nguyên nhân tại sao mà các bạn đo được cái giá trị đó nha, mà không phải giá trị thấp hơn nha các bạn. Và các bạn chuẩn bị cho mình, thứ nhất á là một cái đồng hồ ha, đồng hồ số ha, dùng để đo điện áp. Các bạn bật cái thang đo 1000V DC cho mình nha. Cái thứ hai các bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái phích cắm và một cái dây sỉ điện có cái đầu nối nhanh nha các bạn. Rồi tiếp theo đây các bạn lấy cái sợi dây điện nè, các bạn hàn vào chân mát cho mình nha. Cái chân mát này á là cái chân mát của cái tụ nguồn lớn nha các bạn. Đây là một cái tụ nguồn lớn, tụ lọc nguồn, cái giá trị của nó khoảng 10 mi, 400V DC nha các bạn. Nè các bạn, giá trị của nó là 10 mi 400V nè.
bạn hàng cho mình vào cái chân mát của cái này nha các bạn. Các bạn chỉ cần hàng một sợi dây, không hàng hàng nhiều đâu. Hàng cho chặt nha bạn, cho nó dính chân nha, với lại đừng chạm chỗ chân nào á. Rồi xong rồi nha các bạn. Sau khi các bạn hàng xong á, các bạn được một sợi dây như vậy, nó nối liền với cái chân má, chân âm nè của cái tụ lọc nguồn. Tiếp theo các bạn dùng cái ổ cắm điện cho mình nha. Đây mình sẽ dùng một cái ổ cắm. Ở đây có hai sợi dây màu trắng á, có nghĩa là cái dây AC nha các bạn, AC 220V ngõ vào ha. Các bạn kẹp cho mình nha, kẹp chặt nha các bạn, đừng có để nó chạm chập, nó cháy nổ nha. Gắn thật chặt như lên vô các bạn. Và sau khi các bạn kết nối xong á, trước tiên các bạn phải đo cái nguồn B cộng cho mình. Cái nguồn B cộng chính là cái điện áp nè, rơi trên tụ nè các bạn. Điện áp tụ nè, là chân dương của tụ với so với chân âm á, là chân mát nha các bạn. Các bạn đo cái giá trị khoảng bao nhiêu. Ở đây mình sẽ kẹp cái đầu que âm nha các bạn. Que âm mình kẹp vô một cái sợi dây này nha, là nối với dây âm của cái tụ lọc nguồn các bạn. Que dương các bạn đã rời nha. Đồng thời á, các bạn điều chỉnh cái bo mạch á, các bạn lấy que dương các bạn chấm vào cái tụ lọc nguồn nè, cái chân dương của cái tụ này thôi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bật nguồn lên, các bạn đo cái điện áp B cộng của trên cái tụ này nha các bạn. Các bạn nhớ nha, kiểm tra cái chạm, đừng để chạm chân nha các bạn, hay chạm hai chân âm dương của cái tụ này, nó nổ tụ nha các bạn. Rồi cái giá trị của mình đã đo được khoảng 317V, 318V nha các bạn. Rồi như vậy giá trị B cộng là khoảng 317V. Mình sẽ ghi giá trị này nha các bạn. Ở đây các bạn ghi được tính được cái giá trị B cộng nè, VB cộng nè. VB cộng bằng 317V. Đây chính là điện áp so với mát. Đúng như theo cái tính toán của mình nha các bạn. Thế thì các bạn cứ tiếp tục lấy cái que đo mà đo phần dương nè, dương của cái module led á, vĩ led á. Tức là các bạn đo điện áp cũng các bạn kẹp mát, nhưng mà các bạn cùng cái mát cũ các bạn giữ nguyên, nhưng mà các bạn đo trên cái tụ C3 này á thì nó ra y chang như giá trị của B cộng. Tại vì cái tụ C3 nè chính là cái điện áp không tải ngõ ra của cái vĩ led thanh led nè. Đây là chính là đi VC3. Thì các bạn lấy cái que đen, que đỏ này của cái đồng hồ đó, các bạn đo chích vô cái vị trí C3 này nè, thì nó vẫn ra là cái giá trị B cộng, là các bạn vẫn đo được cái chế độ, các bạn tưởng là cái chế độ không tải của nó là 310 đến 315 mdc. Cái vấn đề này là vấn đề sai nha các bạn, tại vì mát ở đây á, nếu mà các bạn tính vậy á, mát ở đây chính là cái mát của cái tụ C3 thôi, chứ không phải là mát của cái mát tổng của cái bo nguồn, là cái mạch sau chỉnh lưu này của tụ C1 này nào các bạn. Ở đây là cái tụ C1 nha các bạn. Tụ này tụ C1 nha. Thì các bạn đo không tải á, các bạn không thể mà lấy cái mắt chung của cái tụ C1 được, mà các bạn phải là chế độ không tải là của cái này nè, tại vì hai cái này mắt song song với nhau, nên các bạn phải lấy cái mắt của cái tụ C3 này nè, cái vị trí A nè các bạn, mình tạm gọi vị trí 0 nha các bạn. Ở đây là vị trí 0 ha. Còn ở trên đây á, mình sẽ gọi vị trí A nha các bạn.
Đây, vị trí A. Nói chung là điện áp của tụ C3 chính là hiệu điện thế VA. VA mà trừ đi V0 nó ra tụ điện áp rơi của tụ C3. Đây chính là cái điện áp chế độ không tải của cái vĩ led thanh led mô đun led này nè. Trên đây các bạn nhìn vào sơ đồ á, các bạn thấy cuộn dây không? Cái cuộn dây á là cái tổng cái điện trở của nó rất nhỏ nha các bạn. Nên các bạn có thể bỏ qua luôn. Các bạn có thể nối tắt cái này. Thế thì cái điện hiệu điện thế của VB nè, VB so với mát nè. Ở đây là VA là VB luôn nha các bạn. VB so với mát đó chính là cái việc hiệu điện thế của VA trừ đi V0 đi qua đây cộng cái điện áp chân 6 nè, chân 6 nối với mát so với mát mát tổng của nó nha các bạn. Các bạn muốn đo chính xác á, các bạn nhờ theo cái sơ đồ sau cái bước của mình nè. Cái này là VB nè các bạn, VB cộng á sẽ bằng, ở đây mình sẽ có là VA trừ V0 hiệu điện thế nha các bạn. VA nè trừ V0 rồi cộng cho cái chân này chân 5 chân 6 nha các bạn, chân 5 chân 6 so với mát mình tạm gọi là chân V6 nha các bạn. Cộng V6 cái chân V6 á chính là cái chân VD, VD của IC nha các bạn. Cái này chân CS nè. Khi mà cái này dẫn bão hòa cái này dẫn á thì cái chân 6 nè, chân 6 sẽ nối với 8 qua cái co cặp điện trở chỉ số nhỏ R3 và R4 mắc song song với nhau vừa xuống mắt. Cái R3 chỉ số nhỏ này cái sục áp của nó rất nhỏ nha các bạn, nếu các bạn có thể bỏ qua luôn thì mình tính thẳng là cái điện áp nhìn V6, V6 chính là so với mát. Nên ở đây các bạn tính được cái VB nè bằng VA nè trừ V0 nè là hiệu điện thế của cái hiệu điện thế của tụ C3 chính là VC3 nè rồi cộng với V6. Ở đây VA trừ V0 là VC3 nha các bạn. Hai cái này là VC3 nè, chính là VC3. Vậy thì theo cách tính này á, các bạn nhìn thấy không? Cái VC3 này á, lúc nào cũng nhỏ, cái VB này cũng lớn hơn VC3 vì nó bằng VC3 là cộng thêm cái điện áp V6 nè. Vì vậy các bạn mà đo cái điện áp chế độ không tải B không tải nè, nó bằng cái giá trị VB là hoàn toàn sai nha các bạn. Nó không bao giờ mà được cái giá trị này. VB chính là VC3 cộng V6. Ở đây mình sẽ kiểm tra trực tiếp luôn nha các bạn. Hôm nãy á, mình lúc đầu mình đã đo được cái điện áp VB rồi, VB của mình đó khoảng là khoảng 317V DC ha. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp VC3 vào cái V6 luôn nha các bạn, coi nó có đúng với cái công thức này không nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn nè, cái điện áp V6 á, V6 là các bạn đo với mát luôn nha, nên các bạn phải giữ. Hôm nãy mình đã xét cái thang đo như vậy rồi, thì giờ mình sẽ chỉ cần đo cái điện áp chân 6 của con IC dao động này nè là được nha các bạn, là mình sẽ tính được cái V6 là giá trị bao nhiêu nha các bạn. Các bạn dùng que đo, que đỏ. Khi mà các bạn đo V6 á, nếu mà cái chân IC á, các bạn chấm vô nó sợ các bạn bị chạm á, thì các bạn chấm vô có thể một đầu của con diode này nè, hoặc là chấm vô trên một trong hai đầu của cuộn dây này là vẫn được nha các bạn, không cần phải nha, tại vì cuộn dây này cái tổng trở nó nhỏ nên các bạn cứ chấm vô đây, một là chấm ngay đuôi của cái diode này nè hoặc là ngay cuộn dây cũng được nha, không cần phải chấm tại vì cái chân IC nó nhỏ, sợ các bạn bị chạm chân thôi, không có gì hết. Rồi vị trí này mình sẽ chấm lên cái con diode nha các bạn để mình đo cái V6 nó bằng bao nhiêu nha. Rồi các bạn bật nguồn lên cho mình. Như vậy là chúng ta đo được cái điện áp V6 là khoảng 43V nha các bạn, 45V nha. Điện áp trên V6.
Đây mình sẽ ghi giá trị là V6 nè các bạn, là khoảng 45V DC. Còn cái VC3 này khoảng giá trị bao nhiêu thì mình sẽ đo luôn nha các bạn. Rồi, ở vị trí này các bạn tháo hết dây ra cho mình nha. Không có đo cái mát này nữa. Cái thang đo các bạn vẫn giữ nguyên. Đồng thời các bạn nhìn cái tụ nè, cái tụ tụ ORA, cái tụ C3 là nối với hai đầu của cái module LED hay cái vỉ LED á. Các bạn chích đúng cái điện áp cho mình. Các bạn bật nguồn lên nha, rồi các bạn đo coi điện áp trên cái tụ VC3 này nó có giá trị bao nhiêu nha các bạn. Rồi, bật lên mình đo. Rồi các bạn thấy không? Mình đo cái tụ VC3 nó giá trị là 275 nha các bạn, 275V nha. Đây mới chính là cái điện áp ngõ ra VOUT ở chế độ không tải nha các bạn. VC3 ở đây là mình đo được nè, 275V. Như vậy các bạn cộng hai giá trị lại cho mình thì các bạn ra cái giá trị của nó là khoảng là 320V nha các bạn. Hôm nay mình đo thực tế của nó là 318-317V nha các bạn. Là cái này cũng tương đương nhau nha, sắp xỉ tương đương nhau nha các bạn, nó không có sai số một tí nha. Như vậy các bạn có thể kết luận được vấn đề gì? Cái điện áp mà các bạn đo được ở chế độ không tải á, chính là VC3 lúc nào cũng nhỏ hơn cái nguồn B cộng nha các bạn. Cái B cộng á, B cộng nè, B cộng là cái điện áp sau chỉnh lưu, là cái điện áp chính của tụ C1 á, chứ không bao giờ mà các bạn có thể đo được mà cái điện áp chế độ không tải nó bằng B cộng được nha các bạn. Lúc nào cái B cộng nó cũng lớn hơn cái VC3 này nha các bạn, là cái điện áp chế độ không tải nha. Như vậy mới chính xác nha các bạn. Là các bạn, những bạn mà đo được cái giá trị V không tải á mà bằng B cộng lại các bạn đo sai ha, các bạn kiểm tra lại cho mình nha. Cái đơn giản nhất là các bạn chỉ cần lấy cái đồng hồ VOM, các bạn đo vào cái điện áp chế rơi trên cục C3 nha. Tại vì lúc các bạn sai á, sai ở đây là các bạn kẹp mát nè. Cái mát của cái đồng hồ á là các bạn vẫn kẹp trên cái tụ C1. Các bạn kẹp trên tụ C1 á mà cái que đỏ các bạn để vị trí vẫn vị trí A, là chính là cái nguồn B cộng. Nguồn B cộng này nên các bạn đo giá trị là khá cao nha, chính là bằng B cộng luôn. Nên chính xác nhất là các bạn lấy cái que đen, các bạn đo trên cái âm của tụ C3. Âm tụ C3 là vị trí 0 nè các bạn. Que đỏ các bạn đều vị trí A, là chính là cái điện áp không tải của cái module LED, cái vỉ LED hoặc cái thanh LED này mới chính xác nha các bạn. Như vậy là trong video này mình đã giải thích cho các bạn tại sao các bạn đo được cái giá trị mà B cộng bằng với giá trị không tải. Từ đó các bạn hiểu được cái nguyên nhân tại sao và các bạn đo lại cho đúng nha các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn đó là comment dưới video nha. Mình sẽ giải thích, hướng dẫn, trả lời cho các bạn cụ thể. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha. Chào các bạn.